Hello. Ngày hôm nay chúng mình có mặt ở trong rừng để đi tìm một loại quả các bạn nha. Quả này chỉ mọc ở trong rừng thôi. Và bọn mình nhìn thấy loại quả này rất nhiều trên phim ảnh, nhưng mà tuyệt nhiên chưa nhìn thấy ở ngoài đời thật bao giờ. Nên hôm nay chúng mình quyết định băng rừng vượt suối đi tìm bằng được loại quả này và thưởng thức nó. Hành trình ngày hôm nay tất nhiên là có mình, nhanh trí quay và Mạnh Mỏng Manh. Chúng mình sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Sước chân rồi, đợi em với. Cứu em gấp, em phải làm gì để băng vết thương bây giờ? Các bạn ơi, bây giờ phải lấy thứ gì? Lá rừng, xé áo hay là băng gạc nhỉ? Hẳn là chỉ có băng gạc mới cứu rỗi nổi cậu ấy thôi. Yes, bingo. Quả mà Nhanh Trí muốn tìm đây rồi. Đố mọi người biết đây là quả gì đấy? Quả mắc khăm, quả ổi, quả rừng hay là quả liễu? Tớ nghĩ đây là quả ổi. Không, tớ nghĩ giống quả liễu thì có. Ổi, liễu, ổi, liễu. Thôi, tóm lại đây là quả rừng, được chưa? Nhanh Trí nhìn quen lắm nhưng quên mất tên của quả này rồi. Có bạn nào biết không? Comment tên của quả này khai sáng giúp Nhanh Trí với. Thôi bỏ đi Nhanh Trí ơi. Em phát hiện ra quả này hay lắm. Hái về nhà cho mẹ làm muối là hợp văn lý lắm đây này. À, là quả ca gai rừng đây mà. Nhưng khoan, rừng thiêng nước độc, theo các bạn quả này có ăn được không? Ăn thì có ăn được. Thậm chí nếu theo các bài thuốc dân gian thì cà gai dại này còn có rất nhiều công dụng chữa bệnh rất thần kỳ, như chữa đau răng, đau bụng, hèn suyễn, vân vân và mây mây cơ. Còn người bình thường khỏe re như chúng mình thì Nhanh Trí cũng chưa biết. Vả lại nó có vị rất đắng, chúng mình có biết cách chế biến đâu mà ăn làm gì. Thôi thôi bỏ đi, trái thần kỳ bí mật còn đợi chúng ta ở phía trước kia kìa. Mà này các bạn ơi, truyền thuyết kể rằng ngày xưa trong một khu rừng sâu thẳm ở Việt Nam có một con vật nhỏ bé nhưng vô cùng thần kỳ. Nó được mệnh danh là chiến binh rừng xanh. Nó không như những con vật khác đâu. Ngoài khả năng hút máu người, nó còn biết luồn lách giỏi như Spider-Man nữa cơ. Đấy là con vắt rừng. Nhưng mặt mũi nó dư nào, bạn nào phân biệt được không nhỉ? Uầy, quả là kiến thức uyên thâm lắm mới tìm ra được đấy. Em vắt rừng đích thị có mặt ngang mũi dọc, gần giống như đỉa các bạn nhé, nhưng lại mỏng manh hơn. Một khi anh đã cáu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Bám mọi lúc mọi nơi, miễn là bạn xâm nhập vào lãnh thổ của chúng. Vết cắn thì không quá nguy hiểm, nhưng ngứa thôi rồi và làm bạn chảy máu. Bạn định giật chúng ra bằng tay á? No, khả năng bám dính thì Spider-Man phải gọi vắt bằng miệng, nên phải có mẹo thì mới trị được chúng. Vậy dùng mẹo gì để tránh con vắt cắn đấy? Dùng dầu rửa bát, dùng muối, cồn sát trùng hay là quả chanh? Nè hê, đây là một bí kíp tuyệt vời để bạn đi cắm trại đấy. Dầu rửa bát và muối trong lựa chọn này là thông minh nhất. Sẽ lấy một lắm muối. Tiếp theo chúng ta sẽ xé một miếng vải vuông, sau đó cho muối vào miếng vải, buộc cố định vào đầu que. Nhúng ướt miếng vải vào muối. Khi thấy con vắt bò lên chân thì chấm vào con vắt nhé. Nghe có vẻ hết sức là đơn giản đúng không? Nhưng đây là bí kíp vàng để tránh được vắt do các cao thủ đi rừng mách nhỏ đấy. À, dưới chân chị Nhanh Trí có con vắt kìa. Ôi giời ơi, cứ tưởng là thật nhưng chỉ là cái lá cây thôi mà. Rừng online không có vắt đâu. Và cứ thế, ba chàng và nàng lính ngự lâm tiếp tục đi trên con đường vào rừng thì đột nhiên gặp một cái nhà hoang các bạn ơi. Trời sinh bản tính tò mò nên bây giờ chúng mình sẽ vào khám phá xem bên trong có gì không nhé. Bất ngờ cửa đóng sầm lại và không thể mở được. Thôi xong con ong rồi, tận thế ập đến ư? Ba đứa chúng mình bị mắc kẹt bên trong và phát hiện ra rằng để thoát khỏi ngôi nhà, chúng mình phải giải được những câu đố bí ẩn được giấu trong từng phòng. Căn phòng đầu tiên có một chiếc tủ lớn bị khóa, trên tủ có một tấm bảng nhỏ ghi rằng chỉ có ánh sáng mới mở được con đường này.
Trên sàn nhà có 3 chiếc đèn pin, nhưng chỉ một trong số đó còn hoạt động. Nhiệm vụ của chúng mình là phải tìm ra được cái hoạt động đó. Các bạn có thể giúp Nhanh Trí được không? Ôi giời ơi, là cái nào đây? Hú hồn, em tìm ra rồi, là cái đèn thứ hai này. Good job quá em ơi! Không ngần ngại, chúng mình phi ngay vào căn phòng bí mật thứ hai, căn phòng của những con số bí ẩn. Trong phòng này có một bảng đen lớn với các số 2, 4, 6, 8, 10, 12, 3 chấm. Và bên cạnh là một chiếc hộp có khóa số, mà chìa khóa thì lại nằm trong này, thế mới oai oăm. Để mở thì phải làm theo mật thư dán trên tường. Tiếp tục đi theo dãy số này, nhưng không phải là số 14. Ý là phải điền tiếp vào dãy này ấy hả? Vậy thì là số mấy đấy? Là số 16. Vừa khi chúng mình điền số 16 vào dãy số bên trên thì hộp khóa số mở ra. Chúng mình nhanh chóng lấy chìa khóa và mở cửa. Chưa dừng lại ở đó, ông trời hình như biết tụi mình có 3 đứa thông minh quá hay sao ấy, nên là phải có thử thách thứ 3 mới chịu được. Khi bước vào căn phòng thứ 3 với toàn màu sắc kỳ quái, ở giữa có một bức tranh lớn với những hình vuông máu mè không kém, đỏ, xanh lá cây, vàng và xanh dương. Bức tranh đi kèm với câu hỏi: kết hợp màu sắc nào sẽ tạo ra màu tím? Ý là chúng mình phải giải được câu này thì mới thoát khỏi căn nhà hoang kỳ dị này ấy hả? Các bạn nghĩ nên kết hợp hai màu nào để ra được màu tím nhỉ? À, màu đỏ và màu xanh dương khi trộn lại sẽ ra màu tím đấy. Vừa chọn xong thì hai nút bấm màu đỏ và xanh dương hiện ra ngay sau bức tranh các bạn ơi. Khi bấm đồng thời hai nút này thì cửa chính mở ra. Yeah yeah, thoát rồi. Ây gu, ngoài trời vẫn trong xanh như bắt cành rau muống, mà mặt đứa nào đứa nấy toát mồ hôi hột như tắm vậy. Vừa bước ra khỏi cửa thứ 3 thì cả 3 chúng tôi lại nhìn thấy một chiếc xe buýt cũ rích. À các bạn ơi, mình sẽ dùng chiếc xe này để đi tìm trái bí mật. He he. Ê, nhưng mà cẩn thận. Nha, bé Na, rắn. Nếu là bạn trong trường hợp này, bạn sẽ làm gì khi gặp bé Na nhỉ? Từ từ lùi lại, lấy que đánh nó hay là đứng im? Mới chỉ gặp thôi mà nó chưa làm gì mình thì mình hãy bình tĩnh từ từ lùi lại nhé. Nhẹ nhàng, chậm rãi. Rắn chỉ tương tác với bạn khi bạn tương tác với nó thôi. Ví dụ như chẳng may dẫm vào hay cố tình lấy que gậy để đánh chúng. Đấy, không có lửa, làm sao mà có khói. Với cả đây là rắn sọc dưa các bạn nhé. Diễn viên đạt giải Oscar trong làng bò sát đấy. Bởi chúng nhìn hổ báo cáo trồn là thế, nhưng không có nọc độc và giả chết thì cứ phải gọi là đẳng cấp. Có thể sờ nó này. Ở đấy, rồi nó lan ra giả chết. Tuy thế nếu bạn gặp rắn mà không phân biệt được con nào có độc, con nào không, thì tốt nhất vừa niệm Phật vừa lùi ra xa chúng hoặc gọi người tới trợ giúp đi nhé. Uầy uầy các bạn ơi, Nhanh Trí ơi, tìm thấy quả thân rồi. Quả này đỏ mọng, chắc ăn ngon lắm đây. Đâu đâu đâu, uầy gần đúng rồi nhưng chưa phải. Nhưng được cái quả này đắt tiền và ăn được đấy, ai biết đây là quả gì không? Yes! Với gợi ý này thì đây là quả mâm xôi. Nghe nói tận bên Tây mới có quả này, mà nay mới được sờ tận tay dày tận chán. Đây là mâm xôi rừng nha các bạn ơi. Ái ui, mỗi tội là cành hơi nhiều gai thôi, nhưng mà vừa ngọt lại vừa nhiều nước, cứ phải gọi là chan chê túa ra trong miệng. He he. Cho em ăn thử mấy. Nè, đăng ký kênh Nhanh Trí Chua mà đòi. Rồi chứ, đây này. Còn các bạn đã đăng ký kênh Nhanh Trí chưa nhỉ? Ai chưa thì đăng ký đi nha. Ô, nhưng tự nhiên sao thế này? Ăn được quả mâm xôi free xong mà thấy hoa mắt chóng mặt thế nhỉ? Chắc là do nắng quá đây các bạn ơi. Nếu như các bạn đi cắm trại mà bị rơi vào trường hợp như Nhanh Trí như thế này thì có cách gì để tránh say nắng không?
Theo như Bộ Y tế cho biết thì hãy làm mát cơ thể ngay bằng cách đi tìm đi tìm điều hòa nhé. Nhưng ở đây điều hòa ở đâu ra thì Bộ Y tế không có nói. Thế nên chúng ta hãy đi vào bóng râm và chỗ mát để trú nắng. Chứ cái tầm này nắng đã có mũ cũng không ăn thua gì đâu. Thêm nữa là uống ngay thêm nhiều nước vào để cơ thể hạ nhiệt. Chưa biết quả bí mật thần kỳ là cái quả gì cả. Đã thế còn say nắng, tốt nhất là ngồi đây 5 đến 10 phút nữa rồi hãy đi tiếp. Ơ, nhưng mà có ai thấy cái gì kia không? Ngay cạnh cái chỗ xe cũ ma quái có quả gì sai lúc liều luôn kìa. Nhìn rất chi là giống quả sung, nhưng thực ra lại là quả ngái. Các bạn có biết quả ngái là quả gì không? Đố các bạn quả này ăn được không? Bây giờ mà để sung với quả ngái này cạnh nhau, ai phân biệt được mới là giỏi đây này. Ôi dào ôi, tưởng gì? Hồi bé em tưởng quả ngái là quả sung, ăn xong vào bị đi ẻ 3 ngày 3 đêm, miệng nôn trôn tháo, suýt phải đi rửa ruột, nên nhớ lắm. Quả bên trái là quả ngái, bên phải là quả sung. Quả ngái sẽ có các chấm trắng xù xì hơn quả sung, và lá của cây này vừa to vừa thô ráp chứ không như sung đâu. Đấy, các bạn không muốn bị như mình thì nhớ ghim em ngái này vào để thấy thì đừng ham ăn nhé. Ôi, mấy đứa ơi, bên này cũng có nhà. Mạnh mới mẻ và Nhanh Trí Hoài đã biến mất tiêu đâu rồi? Chị Nhanh Trí ơi, trong này nhà ông có cây ổi siêu ngon khổng lồ này. Các bạn có biết ổi này và ổi to đúng bây giờ, ổi nào ngon hơn không? Mình thì mình chẳng biết ý các bạn thế nào, chứ ổi ngày xưa ngon hơn là cái chắc. Và đây là bằng chứng. Đây đấy, mấy em chưa đến tuổi dậy thì, nhưng mà đã bị tụi mình tra tấn rồi. Mình cũng không biết vết bấm nào là của mình nữa. Ui, ta nói chấm tí bột canh dầm ớt thì ngon nuốt cái lưỡi, ăn cứ phải gọi là cuốn. Uầy, nhìn xung quanh mà xem, nhà ông cứ như miệt vườn miền Tây ý. Gì quả gì cũng có. Sắp đến Trung Thu rồi, tí về phải xin ông quả bưởi mới được. À, Nhanh Trí, em có quả này thú vị lắm, hơn cả quả bí mật của chị cho mà xem. Tèn 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 tèn, đố chị biết đâu là quả vả đấy. EZ Game, quả vả này gần giống quả sung nên nhìn ra dễ ợt. Là quả thứ hai chứ gì, quả này ăn khi chín vừa thơm vừa ngọt, còn có công dụng tuyệt vời gần bằng trái thần kỳ bí mật đấy. Mà đặc biệt nhá, quả vả này tốt cho trí não lắm, học hành căng thẳng, làm vài phát vả là não biết ơn bạn liền. Hả? Không phải vả này, mà là quả vả cơ mà. Bởi quả này giúp não giảm được căng thẳng mệt mỏi. Từ nãy đến giờ, ăn hết 7749 loại quả trong vườn nhà ông rồi. Có phải quả bí mật thần kỳ sẽ nằm trong vườn này nhà ông luôn không chị Nhanh Trí? Cứ tưởng trong này rậm rạp, nhiều loại cây sẽ có quả bí mật đó cơ. Nhưng tìm mãi mà không thấy, bây giờ phải đi tiếp trước khi trời tối. Nhanh! À, đây rồi, bắt được rồi, cây quả thần kỳ đây hai đứa ơi, một rừng luôn nhé. Ôi giời ơi, cứ tưởng là quả ác quỷ trong One Piece chứ, hóa ra là quả sim. Các bạn có biết hình dạng quả sim nó như thế nào không? Nó như thế này chứ như thế nào. Được cái ăn quả này cũng ngon và ngọt lắm. Nhưng mà thấy quả xanh hoặc mới hung hung ngả màu tím tươi thì đừng có ăn nhá. Chọn sim phải thông minh, chọn những quả chín đen xì, càng chín đen càng ngọt. Khi ăn bóc vỏ ra để tránh mấy con côn trùng hay bò lên kiếm ăn, khiến cho vỏ bị đắng hoặc có độc thì sao. Chỉ ăn phần thịt quả bên trong thôi.